Lại chương trình cùng bản tin ngắn trở lại tờ tiền 100 đô la mang số CBO 66 trung tâm của tờ tiền. Trở lại một thằng đảng công hành. Đảng công hành được mang tên là thống đốc bang của tiểu bang Minnesota, New Hampshire được mang tên là Sununu. Nó lên trong cái chương trình cánh tả CNN. Tuyên bố là ông Trump đang tự hạ nhục bản thân của ông ta. Interesting. Đang làm nước Mỹ xấu hổ, cái tổ cha tụi bay, cái đảng Cộng hòa của tụi bay đang làm nước Mỹ xấu hổ, cái đảng Cộng hòa của tụi bay đang tranh luận tổng thống của 2024 trên chương trình của Fox News. Trên thực tế là tụi bay đang tranh luận để đấu tranh cho quyền lợi của đất nước Ukraine chứ không phải là quyền lợi của người Mỹ. Cái đảng Cộng hòa Rhino của tụi bay mới thực sự đang xấu hổ cái nước Mỹ của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa là tự hào là thành viên của Đảng Cộng hòa xuất hiện trong cái chương trình của CNN để tấn công một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa leading, cái ứng cử viên Rhino của tụi bay Ron DeSantis với con số 40 cho đến 50 điểm. Tại hôm nọ cuộc tranh luận chúng tôi không nói gì ông Trump, chúng tôi đang nói về tương lai của Đảng Cộng hòa. Tương lai của Đảng Cộng hòa không phải là tương lai của Đảng Cộng hòa đặt cái lợi ích của nước Mỹ và người Mỹ dưới đích. Tương lai của Đảng Cộng hòa không phải là Đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục chi tiêu cho những cuộc chiến vô nghĩa. Tương lai của Đảng Cộng hòa không phải là Đảng Cộng hòa mà gần như đang bán đứng những công ăn việc làm của người Mỹ cho Trung Cộng. Và tụi bay càng ngày càng tấn công ông Trump. Thì đương nhiên cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục ủng hộ ông Trump. Và tụi bay gần như không hiểu được cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Tụi bay đang sống trong cái giấc mộng giống y chang như Đảng Dân chủ, và chỉ biết được cái quyền lợi của những đại công ty tài phiệt, những quyền lợi của những công ty sản xuất vũ khí, những quyền lợi của những công ty liên quan đến sản xuất thuốc, ống, súng, men, vân vân và nhiều thứ gần như đã làm cho nước Mỹ kiệt quệ với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng hòa tụi bay luôn. Ai? Donald Trump đang làm nước Mỹ xấu hổ hay là ông Biden đang sử dụng cái bộ tư pháp của nước Mỹ để làm xấu hổ cái nước Mỹ? Nước Mỹ đã tự hào không bao giờ có tù nhân về chính trị, và ông Trump trở thành một vị lãnh đạo tù nhân về chính trị cao nhất kể từ năm 1960 dưới thời của Dr. King, cũng là một tù nhân về chính trị. Dr. King là niềm xấu hổ của nước Mỹ. Ông đấu tranh cho cộng đồng người da đen, trong khi đó ông đấu tranh cho quyền lợi của người Mỹ. Ai đang làm xấu hổ của nước Mỹ? Ông Joe Biden hay là cái đảng Cộng hòa điếm thúi của tụi bay? Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.